Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để cụm cáp chân sạc của Samsung Galaxy 51 đang chờ thay mới tại di động qua cấp chân ven. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc, đến cáp chân sạc của điện thoại Samsung Galaxy 51 lỗi hỏng, à, sạc chập chờn sẽ cũng được lúc không cần địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 134534. Di động qua cấp chân ven có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy 51 nói chung cát trên sạc của Samsung Galaxy A51 nói riêng thì mới bị các bạn khi cần quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp chấm ven chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng an toàn và tiện lợi đối với khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động có cấp chấm ven cần thay mới chân sạc của Samsung Galaxy A51 quý các bạn vui lòng liên hệ 096 134534 chúng tôi chuyển đến tận địa chỉ các yêu cầu quý hàng nhận được quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng an toàn và tiện lợi Xin cảm ơn bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn